bạn đã quay trở lại với Life Forex. Là một nhà đầu tư thì chắc hẳn ai cũng biết sử dụng các con số Fibonacci để tìm ra các mức cản và hỗ trợ tiềm năng trong tương lai dựa trên xu hướng giá và sự đảo chiều trong quá khứ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vẻ đẹp của những con số này. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới vẻ đẹp của dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng, đồng thời ứng dụng của nó trong phân tích kỹ thuật. Chúng ta sẽ sử dụng tỷ lệ Fibonacci rất nhiều, vì thế tốt hơn hết bạn hãy học cách yêu nó như yêu mẹ của mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai loại Fibonacci chính là Fibonacci thoái lui (retracement) và Fibonacci mở rộng (extension). Tỷ lệ vàng và những tỷ lệ khác tồn tại trong dãy số Fibonacci đại diện cho sự suy tàn cũng như sự hưng thịnh của cuộc sống, cũng như thị trường chứng khoán. Dãy Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi trong thiên nhiên, những chiếc lá trên một nhành cây mọc cách nhau những khoảng cách tương ứng với dãy số Fibonacci. Các số Fibonacci cũng xuất hiện trong các bông hoa hướng dương, những nụ nhỏ sẽ kết thành những hạt ở đầu bông hoa hướng dương, được sắp xếp thành hai tập các đường xoắn ốc. Một tập cuốn theo chiều kim đồng hồ, còn tập kia thì cuốn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Số các đường xoắn ốc hướng thuận chiều kim đồng hồ thường là 34, còn ngược chiều kim đồng hồ là 55. Đôi khi thì các số này là 55 và 89, thậm chí là 89 và 144. Tất cả các số này đều là các số Fibonacci kết tiếp nhau. Trước tiên chúng tôi muốn giới thiệu đôi chút về nhà toán học Leonardo Fibonacci. Leonardo Pisano sinh năm 1170 và mất năm 1250, tên thường gọi là Fibonacci, một nhà toán học người Ý đã sáng tạo ra các chuỗi thuộc số mang tên ông. Từ trái qua phải, sau hai số đầu tiên, giá trị gia tăng dần trong chuỗi số mà mỗi số sau được quyết định bởi tổng của hai số liên tiếp phía trước. Ví dụ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, số kế tiếp là 610. Bỏ qua một vài con số đầu tiên trong dãy số, nếu bạn lấy tỷ lệ của bất kỳ con số nào với con số kế tiếp ngay sau nó, kết quả sẽ là 0,618. Ví dụ 34 trên 55 là 0,618. Nếu bạn lấy tỷ lệ luân phiên giữa các số, lấy một số bất kỳ chia cho số kế tiếp của số kế tiếp sau nó, kết quả sẽ là 0,382. Ví dụ 34 trên 89 sẽ là 0,382. Và đặc biệt 1 trừ 0,618 bằng 0,382. Những tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề của Fibonacci. Các mức Fibonacci thoái lui 0,236, 0,382, 0,500, 0,618 và 0,764. Các mức Fibonacci mở rộng 0, 0,382, 0,618, 1, 1,382, 1,618. Bạn sẽ không cần phải biết cách tính tất cả các mức Fibonacci trên. Phần mềm giao dịch của bạn sẽ làm điều đó giúp bạn. Nhưng tất nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn làm quen dần với những lý thuyết cơ bản này. Các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci thoái lui như các mức kháng cự và được hỗ trợ hiệu quả. Họ sử dụng các mức này để vào lệnh mua hay bán hoặc xác định mức chặn lỗ. Trong khi đó, các mức Fibonacci mở rộng thường được sử dụng trong việc xác định mức lấy lợi nhuận. Các phần mềm biểu đồ thường có sẵn công cụ vẽ Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng. Để vẽ Fibonacci vào biểu đồ, bạn cần xác định điểm thấp nhất và điểm cao nhất trong một xu hướng của thị trường. Hy vọng trong video lần này sẽ giúp các bạn có thêm một ít kiến thức về lý thuyết của Fibonacci. Tuy rằng chúng ta không thể tự tay mình tính toán, nhưng hiểu biết thêm một chút kiến thức mới thì sẽ không mất gì đâu. Còn bây giờ, Life Forex xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.